Với trận đấu này, võ sĩ đầu tiên góc này đó, Phạm Sophia. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với hai võ sĩ ở hạng cân 48kg. Nhưng lần này là võ sĩ nữ, thưa quý vị. Xin được chào đón. Với trận đấu này, võ sĩ đầu tiên góc này đó, Phạm Sophia. Và chúng ta trong trận đấu này là ông Đào Quang Vượng, người sẽ kiểm tra trực tiếp hai võ sĩ của chúng ta ngày hôm nay. Thưa quý vị, Phạm Sophia sinh năm 2007 đến từ câu lạc bộ TBC Hút, huấn luyện viên ông Trần Văn Chiều. Và đối thủ của Phạm Sophia, võ sĩ đến từ gốc Đài Xanh, Nguyễn Hồng Ngọc Anh. Và ngày hôm nay, Ngọc Anh đang tiến về phía sân đấu. Nguyễn Hồng Ngọc Anh sinh năm 2010 đến từ câu lạc bộ võ thuật Hoàng Kim và huấn luyện viên của võ sĩ này ông Bùi Duy Đến. Và hai võ sĩ này sẽ gặp nhau tại hạng cân 48kg. Thank you.
đấu là trận đấu giữa Phạm Sophia đối đầu với Nguyễn Hồng Ngọc Ánh ở 54kg nữa. Đưa anh ơi, cô anh, cầm mic anh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Và trước tiên một trận quốc tay cho hai võ sĩ nữ của chúng ta được không ạ? Thưa quý vị, đó chính là võ sĩ gốc Đài Đỏ Phạm Sophia và võ sĩ gốc Đài Xanh Nguyễn Hồng Ngọc Ánh. Và với trận đấu này thì Phong xin được kính mời ông Ngô Gia Định, trưởng môn phái Phiên Võ Đạo sẽ lên sàn đấu cùng với Thiên Phong ngay lúc này ạ. Và chúng ta cũng chờ đợi kết quả từ ban trọng tài. Thưa quý vị, đây là một trận đấu rất nảy lửa với hai võ sĩ nữ của chúng ta ngay tại hạng cân 48kg. Và như quý vị cũng đã thấy rất sôi nổi ạ. Và ngay lúc này ban trọng tài của chúng tôi đang kiểm tra lại kết quả để cho ra được một thông tin chính xác nhất. Và sẽ được thông tin lại với quý vị Phạm Sophia, năm 2007 đến từ câu lạc bộ CPC Hút. Và huấn luyện viên của võ sĩ này ông Trần Văn Chiêu. Nguyễn Hồng Ngọc Ánh sinh năm 2010 đến từ câu lạc bộ võ thuật Hoàng Kim, huấn luyện viên ông Bùi Chí Định. Và ngay lúc này đã là kết quả từ ban trọng tài gửi lên sàn đấu. Xin được chúc mừng võ sĩ Nguyễn Hồng Ngọc Ánh đã. Nguyễn Hồng Ngọc Ánh đã, võ sĩ gốc Đài Xanh đã giành giải chiến thắng trong trận đấu này. Và xin được mời ông Võ Gia Định sẽ gửi chứng nhận và huân chương đến cho hai võ sĩ của chúng ta. Xin được chúc mừng võ sĩ gốc Đài Xanh Nguyễn Hồng Ngọc Ánh đã giành chiến thắng trong trận đấu này. Và xin được cảm ơn trọng tài ông Đào Văn Phượng rất nhiều. Và trận đấu tiếp theo thì Phúc sẽ được mời lên sàn đấu trọng tài ông Lý Gia Phát sẽ là người thực hiện.